miga mai đánh kumitatemas lắp ráp lắp đặt kumimas kết hợp lắp ghép orimas gấp gấp bẻ gãy kigatsukimas nhận thấy phát hiện ra shoyu o tsukemas chấm được tìm thấy tìm kiếm tìm thấy làm đeo hỏi chất vấn trốn ẩn nấp giấu tóm bắt lấy nắm, giữ chặt. Kagimasu. Ngửi, hít. Kakushimasu. Che giấu, che đậy. Sheet Dây an toàn ở ghế ngồi. Sách hướng dẫn, sách giải thích. Zu. Sơ đồ, hình vẽ. Chokusen. Đường thẳng. 矢印冗牧牆牆牆牆牆痴呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪 t 呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪�� trong suốt, yubē, tối qua, đêm qua, sakuya, đêm hôm qua, shoyu, nước tương xì dầu, salad, xà lách, mù tạt, wasabi, wasabi, gocho, hạt tiêu, su dấm mushimasu hấp nimas nấu ninh itamemas sao takimas nấu cơm mukimas bóc gọt lột kizamimas thái shamoji thìa dẹt sới cơm zaru Dổ, giá. Otama Và múc canh. Fry pan, Chảo rán. Căng Quạt hút khí. Key. Chìa khóa. Oven range. Lò vi sóng. Suy hăng Nồi cơm điện. Con ro, Bếp ga. Miso. みそ。<M> 私が言った通りにしてください。はい、làm theo、giống như những gì tôi đã nói。書いた通りにやってください。はい、làm theo、giống như những gì tôi đã viết。あの人がやった通りにしました。はい、この説明書の通りに組み立てました。はい、これをラプザーズ、giống như quyển sách hướng dẫn này。 図の通りに作りました。仕事の後飲みに行きましょう。Việc, ご飯を食べた後でアイスクリームを食べる。Ong, 運動した後でシャワーを浴びます。Ục, お風呂に入った後で出かけよう。 sau khi tắm bồn xong thì cùng đi ra ngoài nào. 夕方,先生に会った後で一緒に食事しよう. chiều tối, sau khi gặp thầy cô giáo xong thì cùng nhau đi ăn nào. メガネをかけて出かける. tôi đeo kính đi ra ngoài. 立って勉強します. tôi đứng dậy học bài. 傘を持たないで出かける. tôi đi ra ngoài mà không mang theo ô. 砂糖を入れないでコーヒーを飲む。とりうんカフェまぁほんぼうるん。きのうはねないで勉強した。がいほんかとりだ học bài まぁほんごう。かいだんをつかわないでエレベーターをつかう。とりうん。とりうん。 説明書を見ないで作った。とりあえず、ソースをつけないで食べる。とりあえず、また、お客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がしました。

Dù tôi đã làm theo giống như bản hướng dẫn nhưng vẫn không làm được. Sau khi tan học, tôi đi làm thêm. Arubaito Sau khi làm thêm xong, tôi sẽ gặp bạn bè. Sau khi gặp bạn bè xong, tôi về nhà. Sau khi kết thúc công việc thì gặp nhau ở chỗ nào đó nhé. Sau khi đến Nhật, thì cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Sau khi kết thúc công việc hôm nay, bạn có dự định gì không? Dù là buổi trưa, nhưng tôi vẫn bật điện học bài. 夏だからエアコンをつけて勉強する。 vì là mùa hè nên tôi bật điều hòa học bài. Tôi mở cửa sổ ra học bài. Khi ngủ, tôi tắt máy quạt rồi ngủ. Tôi không ghi chú mà chụp hình lại. Tôi không ngủ trên giường mà ngủ trên ghế sofa.